Nhất Trí, Nhì Vân, Tam Lân, Tứ Cẩn. Đó là bộ tứ tài năng của hội họa Việt Nam, được giới họa sĩ suy tôn là tứ kiệt bởi những thành tựu trong sáng tạo nghệ thuật và có nhiều đóng góp cho nền mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20. Một trong những họa sĩ nằm trong bộ tứ này là danh họa Tô Ngọc Vân, quê ở làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, cùng làng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Danh họa Tô Ngọc Vân có bút danh là Tô Tử Ái Mỹ. Ông sinh ngày 15 tháng 2 năm 1906 tại làng Xuân Cầu, một miền quê giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, nơi sinh ra nhiều nhà cách mạng, nhân sĩ, trí thức có đóng góp lớn cho quê hương đất nước như nhà cách mạng Tô Chấn, Tô Hiệu, Tô Quyền, Lê Văn Lương, nhà văn Nguyễn Công Hoan. Tô Ngọc Vân học trung học 3 năm tại trường Bưởi, một ngôi trường nổi tiếng thời đó, nay là trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội. Năm 1926, ông thi đỗ vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, thuộc thế hệ sinh viên đầu tiên của trường. Ông tốt nghiệp khóa 2 năm 1931. Sau khi ra trường, Tô Ngọc Vân đi vẽ ở nhiều nơi và dạy học ở trường Trung học Phnom Penh, Campuchia từ năm 1935 đến năm 1939. Sau đó, ông về dạy ở trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tới năm 1945, góp phần đào tạo nên nhiều họa sĩ xuất sắc như Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Kim Đồng. Có thể nói một cái may mắn lớn cho sự hình thành cái nền mỹ thuật đương đại Việt Nam cho đến ngày hôm nay, có lẽ là không thể ai có thể phủ nhận được cái công lớn đầu tiên ấy của thế hệ vàng trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương từ năm 1925 của thế kỷ trước. Trong đó tôi cho rằng là những cái họa sĩ, những cái bậc tài danh, những cái bậc thầy tiêu biểu nhất của thời kỳ đó như Nguyễn Gia Trí, như Tô Ngọc Vân, như Trần Văn Cẩn. Họa sĩ Tô Ngọc Vân hồi đó đã là giáo sư của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và sau đấy ông cũng có những cái thời gian ông sang Campuchia để giảng dạy mỹ thuật cho các sinh viên mỹ thuật của Campuchia. Thì đấy tôi cho cũng là một cái đóng góp hết sức quan trọng của ông, gọi là khởi nghiệp cho rất nhiều cái thế hệ học trò. Thời điểm trước cách mạng tháng 8, Tô Ngọc Vân là một trong những họa sĩ người Việt hiếm hoi từng vẽ tem ngay trong thời Pháp thuộc. Đặc biệt, danh họa Tô Ngọc Vân là người có công đầu tiên trong việc sử dụng chất liệu sơn dầu vào trong các tác phẩm hội họa ở Việt Nam, mà trước đó chất liệu này chỉ được biết đến qua tranh vẽ của họa sĩ phương Tây. Mặc dù không sống tại làng Xuân Cầu nhiều, song những khi về thăm quê, họa sĩ Tô Ngọc Vân đều quan sát và vẽ về những người phụ nữ nông thôn mộc mạc, chất phát qua những bức ký họa sinh động. Đề tài về phụ nữ chiếm phần lớn trong những sáng tác trước cách mạng tháng 8 của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Đặc biệt, vẻ đẹp của người phụ nữ thị thành được họa sĩ khắc họa thành công qua hàng chục bức tranh sơn dầu, tiêu biểu là hai tác phẩm nổi tiếng Thiếu nữ bên Hoa Huệ và Hai thiếu nữ và em bé. Ông dành cái tình cảm, cái xúc cảm, cái sự thăng hoa sáng tạo của ông cho vẻ đẹp của người đàn bà Việt. Có thể nói rằng là một thiếu nữ bên Hoa Huệ hay là bức tranh Hai thiếu nữ và em bé, tức là cũng là những cái nét cảm nhận đầu tiên cho vẻ đẹp của người đàn bà Việt, vừa truyền thống vừa hiện đại. Ông đã bắt kịp cái vẻ đẹp từ người thiếu nữ thị thành, thành cô thôn nữ ở thôn quê, tức là một cái vẻ đẹp nó xuyên, cái chính là ông bắt được cái tâm hồn họ, cái vẻ đẹp thuần hậu. Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, hiện còn lưu giữ một tác phẩm độc bản có giá trị xuyên thế kỷ của danh họa Tô Ngọc Vân đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Đó là kiệt tác tranh sơn dầu Hai thiếu nữ và em bé, được danh họa sáng tác vào năm 1944 khi đang là giảng viên tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Hiện nay Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có trưng bày rất nhiều các tác phẩm về tranh và của các họa sĩ nổi tiếng, nhưng mà một trong những cái tác phẩm được công nhận là bảo vật quốc gia đây là Thiếu nữ và Hai em bé của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Và đây là trong sáng tác trong một cái khung cảnh người Hà Nội xưa, cũng như là những cái người phụ nữ mặc áo dài rất là đẹp. Đây là hai chị em đang ngồi tâm sự với nhau. Người chị thì đã có gia đình rồi và đã mặc chiếc áo dài truyền thống, một cái màu rất là nổi bật, và tay thì đang cầm một cái bông hoa phù dung. Phía đằng sau thì có một cái cây phù dung. Người xưa ở Hà Nội người ta trồng rất nhiều những hoa phù dung. Thì đấy là muốn nói về một cái khung cảnh cuộc sống rất là êm đềm. Người em gái thì lúc này là một cái cô còn đang là thiếu nữ, thì đang muốn tâm sự với người chị của mình về những cái công việc, rồi về những cái chuyện tình cảm. Cái màu sắc họa sĩ sử dụng ở đây thì có thể nói là người ta nói họa sĩ Tô Ngọc Vân là họa sĩ di sắc. Ông ấy sử dụng những cái gam màu rất là đẹp, rất là nổi. Chúng ta thấy rõ ràng cái thần thái được ông thể hiện hết sức là đặc sắc.
nó có một cái dấu ấn riêng trong cái bút pháp của sơn dầu của danh họa Tô Ngọc Vân. Cái bút pháp thong thả, điềm tĩnh, cẩn trọng, nhưng vẫn không xóa đi mất những cái cảm xúc mà ông trao gửi vào trong hai nhân vật và em bé nữa. Cách mạng tháng 8 thành công, họa sĩ Tô Ngọc Vân một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ và tham gia kháng chiến. Chủ đề sáng tác của ông có những bước chuyển mới. Ông sáng tác tranh cổ động, cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân với các tác phẩm tiêu biểu Hà Nội Vùng Đứng Lên, Lão Du Kích, khắc họa chân dung người nông dân, chiến sĩ bộ đội, tiêu biểu là các tác phẩm tranh sơn dầu, Cầm Đuốc Đi Học, Con Trâu Quả Thực, Nghỉ Chân Bên Đường, Hai Chiến Sĩ, Hành Quân Qua Suối. Chúng ta xem những cái tranh sơn dầu của họa sĩ Tô Ngọc Vân thì chúng ta thấy là có thể nói là một cái họa sĩ vẽ tỉ mỉ, vẽ trau chuốt, mềm mại từng chi tiết, đã lột tả được những cái tinh thần mà họa sĩ muốn gửi gắm đến. Ví dụ như là một cái hình ảnh mà cụ già đang cầm đuốc đi học. Vì trong cái thời kỳ mà chống Pháp, kháng chiến Pháp đang đô hộ chúng ta thì có thể nói là dân ta thất học rất là nhiều. Rất nhiều người không biết chữ, cả tất cả đều đi học từ người già đến người trẻ. Và đây là một cái tinh thần học tập rất là cao cả của những cái người già đã cầm đuốc đi học vào bữa ăn đêm. Hoặc là cái con trâu quả thực thì thời xưa mỗi gia đình sẽ chăm sóc một tuần hoặc một tháng, đúng không ạ? Và đến mỗi một gia đình nào thì con trâu cũng phải được thật sự là chăm sóc cẩn thận. Thể hiện một cái người phụ nữ rất là mạnh mẽ, khỏe mạnh. Thì là một cái người phụ nữ nông thôn, và cái người phụ nữ dành cho gia đình rất là nhiều cái công việc. Nghĩa là người ta đảm bảo cả công việc gia đình cả với cái công việc cho xã hội rất là tốt. Đặc biệt, họa sĩ Tô Ngọc Vân là một trong những nghệ sĩ khắc họa thành công nhất chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh ở những thời điểm lịch sử quan trọng. Nổi tiếng nhất là tác phẩm tranh khắc gỗ Hồ Chủ tịch làm việc tại Bắc Bộ Phủ, sáng tác năm 1946. Bức tranh quý này vẫn được giữ nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Danh họa Tô Ngọc Vân cũng là người đầu tiên vẽ chân dung Bác đang làm việc. Đây cũng là một cái tranh khắc đen trắng, khắc gỗ đen trắng của họa sĩ Tô Ngọc Vân, nhưng lại chọn một cái thần thái khác, một cái nét đẹp khắc khổ của vị cha già dân tộc đấy, trong những cái thời kỳ trứng nước của chính quyền cách mạng Việt Nam non trẻ. Một cái nét khắc nó vừa cẩn trọng nhưng mà nó vẫn phóng khoáng, nét vuông, nét mờ, rồi là nét làm sâu, như là muốn cái khẳng định cái dáng người, cái hình hài của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Thì tôi cho rằng là cái con mắt tạo hình, con mắt phát hiện ra cái đẹp rất nhạy cảm, tinh nhanh của danh họa Tô Ngọc Vân cũng đã tìm ra được một cái cách thể hiện khiến người xem cảm thấy Bác rất gần gũi mình, thân gần, ấm áp. Từ năm 1946 đến năm 1954, họa sĩ Tô Ngọc Vân đi các chiến trường để sáng tác. Họa sĩ vừa vẽ ký họa kháng chiến, vừa trực tiếp phụ trách trường mỹ thuật Việt Bắc đào tạo nhiều thế hệ họa sĩ tài năng. Ngày 5 tháng 4 năm 1954, nhận được lệnh của Ban Tuyên huấn Trung ương, họa sĩ Tô Ngọc Vân cùng nhiều nghệ sĩ khác xung phong lên chiến dịch Điện Biên Phủ để tuyên truyền về không khí đấu tranh của quân và dân ta trong chiến dịch quan trọng này. Ngày 17 tháng 6 năm 1954, trên đường đi vẽ, họa sĩ Tô Ngọc Vân bị trúng bom của địch và hy sinh tại đèo Lũng Lô khi mới 48 tuổi. Tác phẩm cuối cùng ông để lại là bức tranh Đèo Lũng Lô, diễn tả cuộc hành quân đầy khí thế chiến thắng của bộ đội ta. Ông là người họa sĩ đầu tiên ngã xuống trong cuộc chiến của dân tộc. Bởi vậy mà tôi cho rằng là cái vẻ đẹp mà ông để lại là vẻ đẹp của người nghệ sĩ, chiến sĩ. Và cái ký họa chiến trường của ông đã mở đầu cho sau này xuyên qua kháng chiến chống Pháp sang chống Mỹ. Thì có thể nói rằng là rất nhiều cái thế hệ họa sĩ ra trận vào chiến trường miền Nam và cũng noi gương ông, ba lô, cặp vẽ và khẩu súng. Họa sĩ Tô Ngọc Vân được nhà nước truy tặng liệt sĩ và được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996, được chính phủ Pháp tặng Giải thưởng Cành Cọ Vàng. Các người con của họa sĩ Tô Ngọc Vân đều là những trí thức, nhà khoa học tài năng như giáo sư tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh, nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, tiến sĩ Tô Ngọc Thái, tiến sĩ Tô Toàn, họa sĩ Tô Ngọc Thành. Hiện nay, tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, có một con phố nhỏ đầy hoa và cây xanh cổ thụ nằm bên cạnh Hồ Tây thơ mộng mang tên người họa sĩ tài hoa quê Hưng Yên, Tô Ngọc Vân.